Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Xoáy TV. Lời nói đầu tiên thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn lời chúc ngày mới bình an và nhiều niềm vui. Sau đây xin mời quý vị đón nghe bản tin của ngày hôm nay. Kính thưa quý khán thính giả, trong những bê bối liên quan đến Đại tướng Ngô Xuân Lịch trong thời gian vừa qua đã khiến dư luận cả nước vô cùng bất ngờ và dậy sóng. Tin cho biết, từ lâu ông Ngô Xuân Lịch đã âm mưu cấu kết với tình báo Hoa Nam bán các bí mật quân sự của Việt Nam, hòng giúp Bắc Kinh đẩy mạnh tốc độ thâu tóm lãnh thổ Việt Nam trên khu vực 6 tỉnh biên giới phía Bắc lẫn khu vực Biển Đông. Theo thông tin cho biết, sau khi phát giác được các âm mưu, ông Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Phan Văn Giang đã có động thái điều tra và đề nghị Tổng cục 2 tức Tổng cục Tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến hành theo dõi giám sát toàn bộ các động thái liên quan đến người thân của ông Lịch. Và bản thân ông Lịch phát giác được các ý đồ nêu trên, ông Ngô Xuân Lịch đã vội vã cao chạy xa bay, bỏ của chạy lấy người, cho nên chưa kịp tẩu tán khối tài sản khổng lồ tại địa chỉ nhà riêng của ông nay ở khu vực Hà Nội. Sáng nay, theo thông tin từ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Phan Văn Giang đã cùng các viện kiểm sát quân sự và lực lượng cảnh vệ hùng hậu tiến hành bao vây, tư gia và khám nhà riêng của ông Ngô Xuân Lịch tại đây. Các cơ quan chức năng đã thu giữ hàng loạt các tài liệu mật cũng như một số thông tin về khối tài sản có giá trị của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, người từng nắm giữ chức vụ quan trọng trong Bộ Quốc phòng Việt Nam, đó là chức vụ Đại tướng và Bộ trưởng. Trong bối cảnh chính trường tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều những uẩn khúc lớn về hệ thống cải cắm tình báo Hoa Nam trong bộ máy chính trị và đặc biệt là hệ thống quân đội, một cơ quan chuyên lo về phòng thủ quốc gia, thì việc Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm gián điệp cho Trung Quốc khiến cho người dân trong nước vô cùng thất vọng. Tuy nhiên, người ta không ngạc nhiên bởi ai cũng biết kể từ năm 1945 đến nay, nhà nước Trung Quốc đã luôn tìm cách thâu tóm Việt Nam thông qua việc cài cắm hệ thống gián điệp tình báo Hoa Nam và việc ông Ngô Xuân Lịch trở thành gián điệp của Hoa Nam. Không phải là trường hợp đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là trường hợp cuối cùng. Chúng ta vẫn còn nhớ vào ngày 16 tháng 4 năm 2018, Việt Nam bất ngờ đưa một cán bộ của Bộ Công an Việt Nam ra xét xử về hành vi làm gián điệp cho Trung Quốc cùng lúc bật đèn xanh. Được thế là mở van để hệ thống báo chí quốc doanh được đăng bài khái chi tiết về vụ án. Câu hỏi này đặt ra lúc này là vì sao chính quyền tự vạch áo cho người xem lưng, minh bạch khó theo tiêu chuẩn quốc tế? Phải chăng đây là một cuộc đấu đá nội bộ hay tình thế nguy cấp về vấn đề an nguy lãnh thổ đã đến mức báo động cấp độ 1, khiến cho Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Quảng Nam Bộ phải đưa ra công bố các thông tin nêu trên để người dân biết đường và bắt giữ Ngô Xuân Lịch cũng như đồng đảng của ông ta? Cho đến tận bây giờ vẫn chưa có những thuyết minh nào có giá trị cho thấy đảng cầm quyền tại Việt Nam muốn có động thái theo quỹ đạo minh bạch hóa, tức là xét xử trên bình diện chung ở nhiều lĩnh vực, chẳng hạn về vấn đề ngân sách và túi tiền của chế độ, đặc biệt là ngân sách cho lực lượng vũ trang, hay còn là hơn thế, đó là vấn đề thuộc loại nhạy cảm chính trị. Mà từ đầu được xếp vào danh mật mật, tối mật thậm chí là tuyệt mật, theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, gián điệp và công tác chống gián điệp là một trong những lĩnh vực được chế độ xem là bí mật cấp quốc gia cao nhất, đó là nguyên do hết sức dễ hiểu. Vì sao trong rất nhiều năm qua đã có quá hiếm những vụ xét xử công khai và những thông tin có liên quan cung cấp cho báo chí về việc gián điệp Trung Quốc cài cắm trong bộ máy hành chính của quốc gia? Trong khi đó đã lan truyền rất nhiều những tin đồn đoán về các thông tin vỉa hè tại Hà Nội, về những tỉnh thành gần biên giới khu vực phía Bắc, về thực trạng gián điệp Trung Quốc. Đông như quân nguyên, công an đã bắt đến hàng trăm gián điệp Trung Quốc và dự án, nhưng lại sự kín mà báo chí công luận không thể biết được. Họ biết cũng không thể đưa ra công khai. Chỉ đến đầu năm 2017, một quan chức cao cấp của Bộ Công an Việt Nam, đó là Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân, mà nói một cách mập mờ về tình trạng gián điệp Trung Quốc kéo theo nhiều quan chức Việt Nam liên đới đang nằm trong ngành bộ máy của Đảng và chính quyền Việt Nam. Hiện nay, tuy nhiên, thông tin này cũng được giới hạn trong một cuộc nói chuyện nội bộ, mà không biết vô tình hay cố ý, video về cuộc nói chuyện của Tướng Long đã được tiết lộ trên các trang mạng xã hội và được người dân vô cùng sửng sốt đón nhận. Cũng có một chương kín hiếm hồi khác về tình trạng gián điệp của Trung Quốc, đó là vào một ngày 30 tháng 9 năm 2015,
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã bất ngờ đưa nhà báo Hà Huy Hoàng ra vụ án về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Nhìn lại vụ án xuất xứ Hà Huy Hoàng, ông Hà Huy Hoàng, 55 tuổi, từng là phóng viên báo Thế giới và Việt Nam, thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, bị xử vì tội làm gián điệp theo Điều 80 Bộ Luật Hình sự. Và ông bị vụ án 6 năm tù vì cung cấp thông tin cho tình báo Trung Quốc. Nhưng ngay sau phiên tòa xét xử, Hà Huy Hoàng, theo tin trên báo Tuổi Trẻ VN Express và một số tờ báo trong nước khác về vụ xét xử Hà Huy Hoàng, đều lần lượt bị gỡ chỉ sau vài giờ đăng trên các trang mạng. Hiện tượng này khiến dư luận và giới quan sát chính trị phải nghi ngờ về một động thái ẩn khuất và hết sức bất thường liên quan đến chính quyền ở Việt Nam. Bình thường là các báo đều không tự gỡ bài trừ khi chỉ một áp lực đủ lớn từ phía cơ quan quốc gia, trong đó là Ban Tuyên giáo Trung ương, và điều động trực tiếp chính là Bộ Chính trị. Với cơ quan cấp trên nào có thể chỉ đạo tờ báo phải gỡ tên về phiên tòa của ông Hà Huy Hoàng, tuyệt nhiên vẫn là Bộ Thông tin Truyền thông và cao hơn nữa là Ban Tuyên giáo và Bộ Chính trị. Nhưng vì cớ gì mà một phiên tòa được tuyên truyền là tổ chức công khai lại bị giới tuyên giáo ngăn chặn, đưa các thông tin nêu trên dường như tại Hà Nội, thì lại diễn ra một cuộc xung đột về tư tưởng giữa những người muốn công khai vụ án làm gián điệp cho Trung Quốc và phe phái không muốn Bắc Kinh phật lòng. Một chi tiết đáng lưu ý đó là vụ xét xử nhà báo Hà Huy Hoàng được thực hiện vào ngày 30 tháng 9 năm 2015. Tức là chỉ vài ngày sau khi Tập Cận Bình tuyên bố ở Washington rằng Trường Sa Hoàng Sa là của Trung Quốc, động thái chính của Việt Nam quy định xét xử công khai một vụ án làm gián điệp có liên quan đến tình báo Trung Quốc xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Trung có dấu hiệu căng thẳng trở lại và nhiều vị lãnh đạo của Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vừa có chuyến công du Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2015. Đương nhiên, một phiên tòa xét xử vụ án gián điệp Trung Quốc, dù bị cáo là người Việt Nam, vẫn là một cú đánh trực tiếp vào thể diện chính quyền Trung Nam hay vào giới tình báo. Tuy vậy, hơn một tháng sau đó, Tập Cận Bình đã đến Hà Nội và mở chuyện trở lại bầu không khí ve vãn lả lời nhau như chưa từng có biến cố xảy ra. Và trước đó, vì sao lại xét xử gián điệp vào thời điểm này, 3 năm sau vụ xét xử nhà báo Hà Huy Hoàng, là vụ xét xử vụ án vụ công an Nguyễn Hoàng Dương diễn ra vào ngày 16 tháng 4 năm 2018, cũng về các hành vi làm gián điệp cho Trung Quốc. Có một điểm tương đồng rất quan trọng giữa hai vụ án Hà Huy Hoàng năm 2015 và Nguyễn Hoàng Dương năm 2018, đó là không chỉ quan hệ Mỹ-Trung mà còn cả quan hệ Việt-Trung đều có gam màu nóng. Một điểm khác biệt nữa giữa hai vụ án xét xử nêu trên là vụ xét xử Hà Huy Hoàng xảy ra khoảng hơn một tháng trước khi Tập Cận Bình đến Việt Nam vào tháng 11 năm 2015. Còn vụ giữa Nguyễn Hoàng Dương diễn ra vào 5 tháng sau khi Tập Cận Bình gặp Nguyễn Phú Trọng Hà Nội hồi tháng 11 năm 2017. Nhưng sau đó đã tỏ rõ là cuộc gặp thứ hai chẳng giải quyết được một bất đồng nào ngoài một mớ văn kiện chỉ để phô trương trên các mặt báo, làm dấy lên mối quan hệ xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc đã trở nên vô cùng gay gắt, đến mức có thể trở thành bùng nổ quân sự ở cấp chiến thuật hoặc chiến dịch trên biển, mà có thể là cả trên đất liền tại 6 tỉnh khu vực phía Bắc. Quay trở lại với vấn đề Biển Đông, Việt Nam điều 6 tàu Kilo 636 và 2 tàu hậu vệ tên lửa tổng lực nã tên lửa làm tan nát tàu sân bay của Trung Quốc. Thưa quý vị, nhiều tàu tên lửa hải quân Việt Nam đồng loạt khai hỏa vào các tàu chiến của Trung Quốc, vỡ tan nát, cảnh tượng ngoạn mục chưa từng có khi các tàu chiến hải quân Việt Nam đồng loạt khai hỏa nhiều tên lửa xuyên thẳng vào tàu khu trục của Trung Quốc. Mục tiêu bị xé thành từng mảnh nát. Việc đưa vào biên chế nhiều lớp tàu chiến hiện đại hỏa lực mạnh như tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa Tripad 3.9, tàu tên lửa tấn công nhanh Monia cùng nhiều tàu bổ trợ hiện đại đã giúp Hải quân Việt Nam nâng cao sức mạnh chiến đấu tiến thẳng lên hiện đại. Trong báo cáo thị trường tàu hậu vệ và tàu tuần tra xa bờ châu Á của tạp chí Asia, cũng như cơ sở dữ liệu chuyển giao vũ khí thế giới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm Sapo, thực lực Hải quân Việt Nam được đánh giá ở mức khá cao. Nga giới thiệu với Hải quân Việt Nam, khinh hạm tối tân vũ khí Nga vẫn là tốt nhất. Hiệp ước Putin-Macau lời đề nghị ngọt đến mức không thể từ chối, châu Âu toang. Theo các báo cáo hiện nay, Hải quân Việt Nam đang có nhiều lớp tàu chiến hiện đại, trong đó đáng chú ý là tàu ngầm Việt Nam đã tiếp nhận đủ tàu Kilo 636,
mệnh danh là sát thủ tàu ngầm và tàu sân bay đánh dấu bước phát triển mới. Từ nay, Hải quân Việt Nam đã có khả năng tác chiến không gian đa chiều trên không, trên mặt nước và dưới mặt nước. Tàu hộ vệ tên lửa sau khi tiếp nhận hai tàu hộ vệ tên lửa JBATS 3.9 từ năm 2011 đến năm 2012. Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận thêm hai tàu cùng loại, được nâng cấp bổ sung tính năng săn ngầm với sức mạnh vượt trội hơn và đa năng hơn. Tàu tên lửa tấn công nhanh có ít nhất 20 tàu gồm 4 chiếc Land Cruiser, 8 chiếc Molina trang bị tên lửa diệt hạm KS-35 và 8 tàu tên lửa cao tốc lớp USA. Mặc dù thống kê trong báo cáo này có đôi chỗ chưa sát với thực tế, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng trong vòng 5 năm đến 10 năm tới, Hải quân Việt Nam sẽ trở thành một lực lượng đáng gờm trong khu vực với lực lượng khá hùng hậu. Trong vài năm tới, Việt Nam có thể sẽ tiếp tục được đầu tư mua sắm thêm một số tàu chiến mặt nước thế hệ mới với vũ trang bị hiện đại và uy lực hơn. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, chúng ta chưa mua tới những tàu kinh hạm cỡ lớn có choáng nước trên 4.000 tấn. Nhưng những con tàu cỡ 2.500 tấn trở xuống hoàn toàn nằm trong tầm tay. Cảnh tượng ngoạn mục, nhiều tàu chiến khai hỏa đồng loạt như đã nói trên, Hải quân Việt Nam thực sự lớn mạnh kể từ khi đưa vào biên chế những lớp tàu hiện đại như tàu hộ vệ tên lửa JBATS 3.9, tàu ngầm lớp Kilo 636. Việc có trong tay nhiều lớp tàu thế hệ mới chưa chắc đã đồng nghĩa với việc khả năng chiến đấu được nâng lên, bởi chúng ta chỉ làm được điều đó một khi các kíp tàu thực sự làm chủ vũ khí trang bị mới, và điều đó phải được thể hiện thông qua những cuộc diễn tập trên biển xa dài ngày và nhất là bắn đạn thật, diệt mục tiêu thành công ngay từ quả đạn đầu và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Theo đài truyền hình Việt Nam VTV và truyền hình Hải quân trong các năm 2017 và 2019, Hải quân Việt Nam đã tổ chức các cuộc diễn tập thực binh có bắn đạn thật, quy mô lớn. Nga ra đòn khủng khiếp chưa từng có ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ tròn váng, xác xe. Năm la liệt, Israel bị tấn công, Thủ tướng Netanyahu sơ tán khẩn cấp tình hình nghiêm trọng, bị Moscow kề dao sắt cổ họng, Washington cuống cuồng lo phòng thủ vụn vỡ. Tên lửa Tomahawk bị Nga bắt sống, Mỹ toát mồ hôi hột. Những thước phim và truyền hình hải quân giới thiệu đã khiến công chúng ngỡ ngàng, nhưng lại hết sức tự hào về sự lớn mạnh của Hải quân Việt Nam, tạo niềm tin tuyệt đối rằng chúng ta đủ sức bảo vệ chủ quyền biển đảo và vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Ấn tượng và ngoạn mục nhất trong những thước phim trên là cảnh các tàu chiến Hải quân Việt Nam dàn hàng ngang rồi đồng loạt khai hỏa nhiều tên lửa nhắm vào mục tiêu là tàu đối phương giả định. Những quả tên lửa vùn vụt lao đi xuyên thẳng vào mục tiêu khiến tàu nội tan tành, những cột lửa bùng lên, xé nó ra thành từng mảnh thật ấn tượng. Nghệ thuật quân sự từ cội Chí Kim đều kết luận nuôi quân 3 năm, dụng quân 1 giờ, tốn kém thì tốn kém, không có gì thay thế được thực chiến giúp các bí kíp của tàu Hải quân Việt Nam nâng cao kỹ năng chiến đấu và bản lĩnh của người lính. Tất nhiên, trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, chúng ta không thể đòi hỏi phải tổ chức diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn hàng năm như hải quân của các cường quốc Nga, Mỹ, nhưng những cố gắng của Hải quân Việt Nam là hết sức đáng ghi nhận. Biển Đông, căn bệnh ung thư bành trướng của Trung Quốc. Trung Quốc đặt cược vào nước cờ mở màn này quá lớn, nhưng không yếu tố bất ngờ nào ở đây, cả bây giờ và không bao giờ có thể nói muốn Biển Đông biến thành ao nhà, không chỉ là âm mưu mà đã trở thành chiến lược chiếm trọn Biển Đông của Bắc Kinh. Để thực hiện mục tiêu chiến lược này, Trung Quốc đương nhiên phải chuẩn bị kế hoạch tổ chức thực hiện, thời gian, biện pháp, và cho đến thời điểm này, Trung Quốc đã chính thức công khai triển khai thực hiện chiến lược lớn chiếm Biển Đông. Có lẽ chúng ta không cần phải nói hành động của Trung Quốc vào năm 2014 đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 định vị và đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 năm 2019 vào thêm lục địa Việt Nam sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 80 hải lý khoan thăm dò là như thế nào, đúng hay sai. Việc cả thế giới đều biết và đã lên tiếng, điều chúng ta cần là phải nói rõ mưu đồ chiến thuật đằng sau hành động này là gì và cách ứng xử văn minh của chúng ta theo luật pháp quốc tế và luật biển Việt Nam. Thứ nhất, tại sao Trung Quốc không khẳng định chủ quyền bằng các cách như trước đây, như dùng bạo lực cấm tàu cá Việt Nam, xua tàu cá của họ vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cắt cắp tàu thăm dò thái độ Việt Nam, hoặc trao bán các lô dầu khí của Việt Nam? Thực ra, những hành động trên chỉ cố gắng nhằm biến khu vực không tranh chấp thành khu vực có tranh chấp, là hành động tạo cớ chuẩn bị chiến trường mà thôi. Còn việc
đưa giàn khoan vào trong thềm lục địa của Việt Nam, định vị khoan thăm dò đã có tính chất khác. Vốn là giàn khoan tỷ USD, nay Trung Quốc đưa vào đây không phải để khoan khai thác ở độ sâu trên nghìn mét như các chuyên gia đã chỉ ra, mà vì mục đích tranh chấp chủ quyền. Dùng giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 và tàu khảo sát Hải Dương 8 là nước cờ đầu tiên mở màn chiến lược chiếm trọn Biển Đông của Trung Quốc, và có thể nói Trung Quốc đã đặt cược quá lớn vào nước cờ đầu này, cũng như tàu sân bay giàn khoan Hải Dương 981 có giá trị hàng tỷ USD được bảo kê bởi sức mạnh của Trung Quốc. Đánh chìm nó cũng như đánh chìm tàu sân bay có nghĩa là đụng chạm đến sức mạnh danh dự của quốc gia sở hữu chúng. Trung Quốc đã đặt cược lớn như vậy ngay từ đầu, cuộc chơi với hy vọng hão huyền sẽ dọa được lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Kiểm ngư Việt Nam về bản chất vẫn là cách chơi biển, người lấy số đông dọa ít, nhưng năm 1979, tại biên giới phía Bắc của Việt Nam. Thứ hai là thời điểm mở màn triển khai chiến lược chiếm trọn Biển Đông. Trong năm 2013, Biển Đông của Việt Nam tương đối lặng sóng do Trung Quốc không khuấy động. Tuy thế Việt Nam chưa bao giờ nhầm tưởng về sự im dịu trong khả năng vừa qua với Trung Quốc trên Biển Đông. Bởi đó chỉ là khoảng thời gian để Trung Quốc chuẩn bị lực lượng tăng cường sức mạnh, quân sự sau khi diễn đủ trò với Nhật Bản trên biển Hoa Đông nhằm che đậy hướng tấn công chủ yếu. Có bao nhiêu sức mạnh năng lực Trung Quốc đều dồn về Hải Nam cả đời thôi. Vấn đề là khi xét về thời gian chuẩn bị cho chiến trường Biển Đông thì thời gian không ủng hộ cho Trung Quốc. Trung Quốc thừa biết Việt Nam không ngồi yên trong thời gian qua, nếu đến hết năm 2016 thì Trung Quốc rất khó để chiếm trọn Biển Đông, nếu như không muốn nói là không thể vì khả năng phòng thủ của Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới và sự thay đổi địa chính trị qua các bước đi của Nhật Bản và Mỹ ở Tây Thái Bình Dương sẽ tạo ra một lực lượng mạnh, khó đối phó có thể nói thời điểm và sử dụng lực lượng để mở màn triển khai chiến lược chiếm trọn Biển Đông của Trung Quốc là rất nham hiểm. Nhiều nhà phân tích cho rằng hành động của Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 ra Biển Đông, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, là một cái tát vào mặt. Cựu Tổng thống Obama Mỹ xin lỗi Trung Quốc chưa đến mức dồ dại lấy Việt Nam ra để nằn gần Mỹ. Mỹ là gì của Việt Nam? Trung Quốc lợi dụng căng thẳng của Ukraine để ra tay hay chuyển sự chú ý của dư luận trong nước và sự bất ổn chính trị ly khai khủng bố ra bên ngoài? Có thể nhưng chỉ là kết hợp bây giờ hoặc không bao giờ trên Biển Đông với Trung Quốc là tư tưởng chỉ đạo cho một hành động mà thành bại mang tính thời cơ rất cao. Nhưng thời cơ đúng lúc hay chưa lại do con người phán đoán và quyết định. Vì thế để có quyết định kéo pháo ra như trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì ngoài việc biết ta cha phải biết rõ đối phương, hiểu rõ kẻ đối địch với cú đòn ra lần này của Trung Quốc, thực chất họ chỉ biết rõ chính họ tự cho mình là mạnh, mà không hiểu được một điều cơ bản rằng Việt Nam cũng có những quyết định tương tự, từ quyết định kéo pháo ra như trong trận Điện Biên Phủ. Việt Nam rước đòn mở màn của Trung Quốc, hành động của Việt Nam trước việc Hải Dương 981 và Hải Dương 8 của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã được dự đoán trước và không bị bất ngờ. Ngay lập tức hành động ngang ngược phi pháp này đã được tố cáo lên toàn thế giới. Đồng bào Việt Nam trong nước và nước ngoài đã nắm bắt đầy đủ thông tin sức mạnh dân tộc đã và đang được kết nối bởi Hoàng Sa và Trường Sa. Người ta đã thấy rõ các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam, tuy ít nhưng vẫn bình tĩnh, kiên quyết thực hiện quyền chủ quyền quốc gia trước một lực lượng cậy đông hung hãn bất chấp công pháp quốc tế. Hơn 80% tàu lớn các loại, bao gồm cả tàu khu trục tên lửa của Trung Quốc, đang hùng hổ phô trương sức mạnh, lăm lăm vũ khí trên tay, vũ khí trên tàu. Không che bạt chẳng làm cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam bất ngờ hay nao núng. Đây là gì nếu không phải là bản lĩnh của Việt Nam, Trung Quốc đã tạo ra tiền lệ và không biết rằng hành động ngược lại còn nguy hiểm gấp bội. Không bị bất ngờ lẽ Việt Nam chưa bao giờ mất cảnh giác trước các động thái của Trung Quốc, dù diễn ra tại biển Hoa Đông hay bãi cạn. Cảnh sát biển Việt Nam, kiểm ngư Việt Nam kiên cường ứng phó bảo vệ chủ quyền tổ quốc theo đúng công pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam. Quay trở lại với tình hình Biển Đông, Trung Quốc bao vây đá ba đầu, đặt ra mối đe dọa mới đối với Việt Nam. Mới đây, Philippines đã lên tiếng chỉ trích hành động mang tính gây hấn của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh điều hơn 200 tàu thuyền đến Biển Đông. Manila đồng thời yêu cầu Bắc Kinh rút đội tàu này ra khỏi vùng tranh chấp. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Lorenzana đã yêu cầu hơn 200 tàu thuyền của Trung Quốc, mà ông khẳng định là thuộc lực lượng dân quân biển của Trung Quốc, phải rời khỏi dạng san hô có tên là Đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa. Trong một tuyên bố, ông Lorenzana khẳng định, "Chúng tôi kêu gọi phía Trung Quốc ngừng hành động xâm phạm này
và nhanh chóng rút tàu thuyền đang vi phạm quyền lãnh hải của chúng tôi và xâm phạm chủ quyền lãnh hải của chúng tôi. Người đứng đầu ngành quốc phòng Philippines cũng tuyên bố Manila sẽ kiên định bảo vệ quyền chủ quyền của mình. Sau đó trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Lacin cho biết Manila đã gửi công hàm ngoại giao phản đối sự hiện diện của các tàu thuyền Trung Quốc nói trên. Ông Lacin cũng viết trên Twitter, ngoại giao là một quả đấm thép của lực lượng vũ trang. Theo quan điểm của Manila, dạng san hô này vốn thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Nam cũng khẳng định chủ quyền ở đây, nằm trong vùng vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trung Quốc thường sử dụng các tàu đánh cá như các tàu quân sự trong hoạt động. Trung Quốc lấn chiếm đảo tại quần đảo Trường Sa. Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết họ đã ghi nhận những tuyên bố của Philippines về vấn đề này, nhưng cho rằng việc triển khai 220 tàu gần bãi Bà Đầu là một hoạt động bình thường của tàu cá Trung Quốc. Đây là hành động đe dọa mới nhất của Trung Quốc đối với Philippines. Mặc dù kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã theo đuổi chính sách làm thân với Bắc Kinh. Ông Duterte đã không phản đối các hành động hung hăng của Trung Quốc, cũng không yêu cầu Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016. Thay vào đó, ông Duterte đã cậy nhờ Bắc Kinh hỗ trợ các khoản đầu tư và tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng của Manila. Bản tin của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến tiếp theo để gửi tới quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.